Ở đây người ta đang bán sách, không có tấu hài, đi vô, không có tấu hài, không có tấu hài ở đây, không có tấu hài. Ngày hôm nay cũng chỉ là một ngày mà em mời một người tới để mình ngồi với nhau, để mình tâm sự, để mình trải lòng thôi. Cho nên là không tốn quá nhiều thời gian của mọi người. Em cảm ơn mọi người đã thương em vì trong thời điểm này mà đã đến với em trong buổi họp báo ra mắt sách. Bởi vì em một đứa con em chuẩn bị trong gần 2 năm thì đều phải làm cho nó cảm thấy nó tự tin một chút xíu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bởi vì em không biết là sách em viết có chạm được tới trái tim mọi người hay không, nhưng mà em vẫn mong là ở một góc nào đó, những cái phút tĩnh lặng trong cuộc sống của mình, đặc biệt là các đồng nghiệp của em, thì một lúc ở đó cô đơn hay cần tâm sự thì có thể mình ngại nói chuyện với người khác, nhưng có thể mở quyển sách của em ra, mình cầm quyển sách lên rồi mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Minh Dũng rất nhiều, hy vọng em cũng sẽ nhiệt tình tham gia dự án của các anh em đồng nghiệp nha. Còn bây giờ là một giây phút rất là quan trọng này, thì em nghĩ chắc bạn sống hay biết thế nào, nhưng mà tôi nghĩ bạn khá là tử tế, bởi vì bạn có thể viết được những tổn thương cho những người xung quanh của mình, đúng không? Dạ, và em xin chị xin chúc mừng dự của ngày hôm nay. Em nói là em chưa trưởng thành, nhưng mà với chị em trưởng thành rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cái lời mà chị nói hết em từ ngoài cửa xe, em không có tổn thương đâu nha chị. Nhưng mà em hay kể lắm. Bởi vì bữa nay chị kể luôn mất công em kể tội chị. Dạ, thiệt ra nếu mà em không nhắc thì chắc chị mèo cũng không nhớ. Tại vì lúc đó chị em là bọn là sinh viên năm nhất, em mới vô trường đại học thôi, thì lúc đó rộ lên những chương trình casting game show về hài. Thì em nói thiệt là lúc đó rất là nghèo, đi mua ra tiệm trang phục. Nghèo mà sao nghèo? Ra tiệm trang phục mướn một bộ đồ 70 ngàn. Em nói là ngày mai em trả liền trước 5 giờ rồi mới tính thêm tiền của em. Em tới em casting mà rất là đông, lúc đó là ở dưới tỉnh rất là nhiều, Sài Gòn cũng nhiều, mấy ngàn người. Thì tới lượt em vô ngồi thì chị đủ là cái bàn với hai ghế y chang. Thì chị mèo nó đều chuẩn bị gì, còn nói gì chị coi thôi, là mình chuẩn bị kỹ dữ lắm luôn á, mà sao mình 10 phút trôi qua mà chị mèo vẫn không nở một nụ cười. Rồi chị mèo nói là em ơi, chị nói thiệt chứ em còn dở hơn bạn dưới tỉnh rồi, bây giờ thôi em về em đáng năm sau. Mình nói không chị ơi, em phải xin ngày hôm nay là em cái lịch học của em trong, em mướn bộ đồ mấy chục ngàn, chiều về em trả coi rồi mất cấp này mất cấp bạn nó thương nó mất cấp giùm em á, bây giờ cho em vô trong đi, em gặp giám khảo ba vị giám khảo trong chấm em rớt em cũng chịu nữa. Thì cuối cùng là em vô trong, em bắt đầu em đổi những chủ đề khác, những câu chuyện hài hước khác, và cuối cùng thì cả bàn ba người giám khảo cũng không ai cười luôn. Thì ba người đó chính thức hẹn em năm sau. Dạ, vậy là đầu tiên có mặt trong buổi ra mắt sách của vợ em ngày hôm nay. Wow, vợ Phương Phiên ơi. Dạ,
Bây giờ thì cũng rất là bất ngờ. Tại vì sau khi mà phim vừa lên sóng thì Minh Dự có gửi cho em cái thư mời để ra mắt sắp ngày hôm nay. Thật sự cũng rất là lúc đầu rất là vui, nhưng sau đó từ cái niềm vui nó chuyển sang là cái sự lo lắng. Tại vì khi mà em đọc được cái tựa sách đó là Mình Ngồi Xuống Kể Tổn Thương Trong Lòng, cái em đóng dấu hỏi cho em liền, chết cha. Trong lúc mà quay phim thì có làm gì mà cho Minh Dự tổn thương hay không? Cái gì nữa mày ơi? Đúng rồi. Em nhớ là vừa up đoàn xong là em chuyển khoản cá xê cho Dự liền. Trong lúc quay là Dự cũng dây chính, nói chung là dai quá đẹp rồi. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu đâu mà kể quá. Em nói, mình có làm cái gì giờ cho Dự tổn thương hay không? Nhiều khi đây là một cái câu thơ mà cái vế sau thôi. Nó thiếu cái câu đầu nữa. Em tự viết ra cho mình một cái câu đầu nó như vậy. Những gì ấm ức khi quay phim, mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng. Nếu mà em làm ngọt ngon thì cái vị trí ở đây không phải là Minh Dự mà là em rồi. Thì em cũng cảm thấy rất là lo, nhưng mà ngày hôm nay khi mà qua những cái chia sẻ của Minh Dự thì em xin được chúc mừng cho Minh Dự rất là nhiều. Cái dự án ấp ủ một năm mà đây không phải là chỉ đi cảm xúc Minh Dự không, mà đây còn là những cái cảm xúc Minh Dự đã từng trải qua sau cái khoảng thời gian chúng ta có gặp rất là nhiều những cái sự không hay trong cuộc sống. Và hy vọng những cái cảm xúc này, những cái nguồn năng lượng, những cái nguồn năng lượng mà Minh Dự gửi gắm qua tác phẩm lần này sẽ chạm đến cảm xúc của tất cả quý vị độc giả. Và chúc cho dự án lần này sẽ được tái bản lần thứ 10, lần thứ 100, lần thứ 1000 nữa. Không biết là cảm xúc của anh đến được ra mắt phim ngày hôm nay. Phim ra mắt sách rồi. Quay nó. Giờ là mình thấy là phim gì? Biên tập thì nó kêu phim là phim như thế nào? Không có đơn vị thầy với anh. Ra mắt sách hôm nay của anh Dự. Cái sách của Minh Dự thì chúng ta có thể nếm mình cái gì thì nó thực tế hơn tí xíu. Đó là có thể viết sách Tết được. Hoặc là có thể là cùng cái tâm hồn của mình vào một vài thời điểm trong cuộc đời của mình, trong một khoảng thời gian nào đó. Thì là cuốn sách này là cuốn sách như là bí kíp để sau lưng trên gói nằm thôi, chứ không phải là mình đọc chiêm nghiệm hoặc là mình đọc qua cuốn sách này là thôi không đọc nữa. Mình đọc mình nhớ để sau này mà các bạn có làm được tên hoặc là có làm những cái ý tưởng nào sống hoặc là cái gì đó, hoặc là chính như thiên hải triều hoặc là tất cả mọi điều, lâu lâu nếu mà để ý trên sách tới tết thì có những cái bài thơ của những đó là cuốn sách này đọc ngậm nhớ và lục lại. Nãy giờ thì em không thấy anh ngồi ở trên này. Anh ngồi dưới anh Nam. Nhưng mà tại sao hôm nay là một buổi ra mắt sách nhưng anh lại chọn trang phục là như thế này? Ủa, hôm nay thì đẹp không người, đẹp không? Mày đọc tao cũng đẹp biết tới tao. Rồi, ủa, mình còn đẹp thôi chứ, đúng không? Với lại một phần ở bên dưỡng nói là hôm nay phải hoạch đáng với chị, phải làm đàn chạc thơ của tôi nha, thì đó cũng là chạc thơ rồi. Lúc nãy thì anh thấy chị là không có bất ngờ, tại vì trên biên bút lực của Minh Dự rất tốt.
cần phải xử lý, bởi vì không nói chuyện được với ai, không biết gọi cho ai. Nên những cái người viết sách, những cái người thích diễn ngôn bằng ngôn ngữ viết đều là những người có rất rất là nhiều điều muốn nói với bản thân và muốn nói với mọi người mà không biết là mình quỳnh tán thế nào, nên sẽ ẩn ý qua những bài thơ và thể của mình truyền ngắn. Thì Minh Dự đã có động thái ra quyển sách thứ nhất, chắc chắn đó chỉ là bước đầu tiên thôi. Quyển sách thứ 2, 3, 4, 5, 6 thì quyển tiểu thuyết tiếp theo và những thành công sắp tới của bạn không có gì phải bất ngờ cả. Vậy cái gì đồng lực? Chứ sao cho tiện. Từ từ quay lại. Kỹ lên. Đâu một, hai, ba. Ý đồ anh là sao? Không, cái này ý đồ của em đúng không? Em tặng cho mọi người cái này là để máng gì đúng không? Nhưng mà sao máng này vô? Thì máng cái này cho nó gọn. Đỡ kỹ lên, kỹ lên luôn, kỹ lên luôn, kỹ lên luôn. Kỹ lên luôn hả? Trời ơi. Trời em hâm mộ anh lắm anh Dự. Trời ơi, công nhận nha, anh viết sách vui dễ sợ luôn á. Ủa bé viết sách đang thích buồn mà. Ủa vậy hả anh? Em đọc chưa? Em chưa đọc nữa. Em đọc mồm đọc miệng quá. Ôi, hâm mộ ảnh hưởng kỳ quá. Ủa bé này nữa cưng. Bé này nữa. Hai anh em. Ồ cảm ơn. Hèn dễ sợ. Dỡ rồi. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3,